Xin được gửi lời chào tới các em học sinh. Chào mừng các em đã đến với buổi học môn toán 10 nội dung hình học ngày hôm nay. Thầy là Nguyễn Đắc Thắng, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiết 6 của bài Phương trình đường thẳng, là tiết luyện tập thứ 2. Và trong buổi học này, chúng ta sẽ tập trung vào hai nội dung, đó là luyện tập các bài toán liên quan đến khoảng cách và góc. Đầu tiên, mời các em chúng ta sẽ cùng ghi nhớ lại một số các kiến thức chúng ta đã học trong các buổi trước. Thứ nhất, chúng ta đã có công thức tính góc giữa hai đường thẳng. Cho đường thẳng delta 1 có vector phát tuyến là N1, tọa độ A1, B1. Và đường thẳng delta 2 có vector phát tuyến là N2, tọa độ A2, B2. Muốn tính góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2, chúng ta tính thông qua cos của góc giữa hai đường thẳng theo công thức trị tuyệt đối của A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 chia cho mẫu là tích của căn bậc 2 A1 bình phương cộng B1 bình phương và căn bậc 2 của A2 bình phương cộng B2 bình phương. Ở phần này chúng ta có một chú ý, đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 vuông góc với nhau khi và chỉ khi vector N1 vuông góc với vector N2, khi và chỉ khi A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 bằng 0. Tiếp theo, chúng ta cũng đã có công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Nếu thầy cho đường thẳng delta có phương trình tổng quát là AX cộng BY cộng C bằng 0 và một điểm M0 có tọa độ X0, Y0, thì khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng delta được tính bởi công thức trị tuyệt đối của A nhân X0 cộng B nhân Y0 cộng C chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Với hai công thức chúng ta vừa được nhắc lại ở trên, chúng ta sẽ cùng làm một số các bài tập để luyện tập các công thức này và sử dụng các công thức này để giải các bài tập nâng cao. Mời các em chúng ta cùng sang bài số 1. Ở bài số 1 này, chúng ta sẽ luyện tập dưới hình thức trắc nghiệm. Thầy sẽ cho 5 câu hỏi với các phương án đưa ra. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và chọn phương án đúng cho mỗi câu hỏi. Mời các em chúng ta vào câu hỏi số 1. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho đường thẳng K có dạng tham số X bằng 2 cộng 3T, Y bằng trừ 4T, với T là tham số nhận giá trị thuộc tập số thực. Và một điểm A có tọa độ là 0,1. Hãy cho biết khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng K là bao nhiêu. Chúng ta có 4 phương án. Phương án A, 1. Phương án B, 1/5. Phương án C, 2. Và phương án D, 2/5. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho câu hỏi này. Như đã nhắc ở trên, muốn xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì trước tiên phương trình đường thẳng phải ở dạng tổng quát. Vậy thì trong bài toán này, đề bài đang cho đường thẳng K dưới dạng tham số. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chuyển phương trình đường thẳng K về dạng tổng quát và sau đó áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Với định hướng như trên, chúng ta sẽ có các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, ta xác định một điểm nằm trên đường thẳng K bằng cách cho tham số T nhận một giá trị cụ thể. Ở tình huống này, ta chọn T bằng 0 và ta được một điểm, ký hiệu là điểm M, có tọa độ 2,0 là một điểm nằm trên đường thẳng K. Tiếp theo, ta xác định được vector chỉ phương là vector U có tọa độ 3-4 và từ đây ta suy ra được tọa độ một vector phát tuyến, ký hiệu là vector N là 4-3. Với tọa độ điểm M là 2,0 và vector phát tuyến tọa độ 4,3, ta có phương trình tổng quát của đường thẳng K sẽ có dạng 4 nhân x 2 cộng 3 nhân y 0 bằng 0 và rút gọn đi ta được 4x cộng 3y 8 bằng 0. Và với việc có phương trình tổng quát, chúng ta sẽ sử dụng công thức khoảng cách để tính khoảng cách từ điểm A tọa độ 0,1 đến đường thẳng K có phương trình tổng quát là 4x cộng 3y 8 bằng 0. Vậy thay tọa độ điểm A vào, ta có 4 nhân 0 cộng 3 nhân 1 trừ 8 trong trị tuyệt đối chia cho mẫu số là căn bậc 2 của 4 bình phương cộng 3 bình phương. Và thực hiện tính toán, chúng ta ra được kết quả bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo, mời các em đến với câu hỏi số 2. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho đường thẳng K có dạng phương trình tổng quát x cộng y cộng 2 bằng 0 và một điểm A có tọa độ 1. M. Câu hỏi ở đây, với giá trị nào của M
thì khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng K bằng căn 2. Chúng ta có 4 phương án. Phương án A, 1. Phương án B, 5. Phương án C, trừ 5. Và phương án D, 3. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho câu hỏi này. Ở câu hỏi này, chúng ta nhận xét đây là bài toán ngược khi đề bài đã cho khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, nhưng tọa độ điểm chưa xác định được hoàn toàn. Vậy thì chúng ta sẽ phải xác định giá trị của M để từ đó có được tọa độ điểm A và dự kiện để chúng ta có được phương trình tính M, đó chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng K của ta là bằng căn 2. Như vậy, với định hướng trên, chúng ta sẽ có lời giải như sau. Áp dụng công thức tính khoảng cách, chúng ta sẽ tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng K và đặt kết quả thu được là bằng căn 2. Thì chúng ta sẽ có phương trình trị tuyệt đối của M cộng 3 chia căn 2 bằng căn 2. Và đây là phương trình trừ dấu trị tuyệt đối dạng đơn giản. Chúng ta có thể giải quyết phương trình này rất dễ dàng và ra được kết quả M bằng trừ 1 hoặc M bằng trừ 5. Vậy với các kết quả có được ở trên, chúng ta đối chiếu với 4 phương án đưa ra thì có phương án C là hợp lý. Vậy chúng ta chọn đáp án C. Chuyển qua câu hỏi số 3 liên quan đến công thức tính góc. Đề bài câu hỏi số 3 như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng delta 1 có dạng phương trình tổng quát x trừ 2y cộng 7 bằng 0 và đường thẳng delta 2 có dạng phương trình tổng quát 3x trừ y bằng 0. Hãy cho biết góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 bằng bao nhiêu. Chúng ta có 4 phương án. Phương án A 30 độ, phương án B 45 độ, phương án C 60 độ và phương án D 90 độ. Mời các em chúng ta cùng ghi nhớ lại công thức tính góc giữa hai đường thẳng và chúng ta thực hiện tính toán để ra được kết quả. Đây là một bài tập mà thuần túy là tính toán và để tính được góc giữa hai đường thẳng, chúng ta cần xác định được tọa độ vector phát tuyến của hai đường thẳng đó. Từ phương trình tổng quát của delta 1, ta có vector phát tuyến của delta 1 là ký hiệu vector N1 có tọa độ 1 trừ 2. Và đường thẳng delta 2 có dạng phương trình tổng quát, từ đây suy ra được tọa độ một vector phát tuyến, chúng ta ký hiệu là vector N2 có tọa độ là 3 trừ 1. Áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng, chúng ta sẽ có cos của góc giữa hai đường thẳng tạo bởi delta 1 và delta 2 sẽ bằng trị tuyệt đối của 1 nhân 3 cộng với trừ 2 nhân trừ 1 chia cho mẫu số là tích của căn bậc 2, 1 bình cộng trừ 2 bình phương và căn bậc 2 của 3 bình phương cộng trừ 1 bình phương. Thực hiện tính toán, chúng ta ra được kết quả là 1 trên căn 2. Và với lưu ý, góc giữa hai đường thẳng sẽ là góc từ 0 độ đến 90 độ. Từ đây chúng ta sẽ có được kết quả góc giữa delta 1 và delta 2 là bằng 45 độ. Và chúng ta chọn đáp án B. Tiếp theo, mời các em chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ tư. Đề bài câu hỏi thứ tư như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D dưới dạng tham số x bằng 1 trừ t, y bằng 1 cộng 3t, với t là tham số có nhận giá trị thuộc tập số thực. Và đường thẳng K có phương trình tổng quát 2x trừ my cộng 1 bằng 0. Câu hỏi ở đây, với giá trị nào của M thì hai đường thẳng D và K vuông góc với nhau? Chúng ta có 4 phương án, M bằng trừ 2, M bằng 1, M bằng trừ 2 phần 3 và M bằng 6. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho câu hỏi này. Ở đây chúng ta lưu ý câu hỏi liên quan đến vuông góc và trong phần lý thuyết chúng ta đã có một chú ý nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì tích vô hướng của hai vector phát tuyến sẽ bằng 0. Vậy thì trong bài toán này, đường thẳng D cho dưới dạng tham số và đường thẳng K cho dưới dạng phương trình tổng quát. Thế thì ta sẽ xác định được vector chỉ phương của đường thẳng D và vector phát tuyến của đường thẳng K. Từ đó chúng ta sẽ suy ra vector phát tuyến của đường thẳng D và sử dụng chú ý chúng ta sẽ có được kết quả. Với định hướng trên, chúng ta sẽ có lời giải như sau. Đường thẳng D có vector chỉ phương, ký hiệu là vector U có tọa độ trừ 1, 3,
chúng ta suy ra tọa độ một vector pháp tuyến ký hiệu là vector N1 có tọa độ 3, 1. Đường thẳng K có vector pháp tuyến chúng ta ký hiệu là N2 có tọa độ là 2, trừ M. Và vì hai đường thẳng vuông góc với nhau, chúng ta sẽ có tích vô hướng của N1 nhân N2 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ có phương trình 3 nhân 2 cộng với 1 nhân trừ M bằng 0. Và giải phương trình này thì chúng ta sẽ được M bằng 6. Đối chiếu với các phương án mà đề bài đưa ra, chúng ta chọn phương án D. Và tiếp theo, mời các em chúng ta cùng sang câu hỏi số 5 và là câu hỏi cuối cùng của phần trắc nghiệm. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D có dạng phương trình tham số X bằng 2 trừ T, Y bằng trừ 1 cộng căn 3T, với T là tham số nhận giá trị thuộc tập R. Đường thẳng D tạo với đường thẳng chứa trục OX một góc có số đo là bao nhiêu? Chúng ta có 4 phương án. A. 30 độ. B. 45 độ. C. 60 độ. Và D. 90 độ. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho bài tập này. Để xác định được góc giữa đường thẳng D và đường thẳng chứa trục OX thì chúng ta cũng tương tự các cái câu hỏi trước, ta phải xác định được tọa độ của vector pháp tuyến đường thẳng D và vector pháp tuyến của đường thẳng chứa trục OX. Và từ đó chúng ta áp dụng công thức góc giữa hai đường thẳng, ta sẽ có được kết quả. Với phương trình đường thẳng D cho dưới dạng tham số thì chúng ta cần xác định vector pháp tuyến của đường thẳng D. Đường thẳng D có vector chỉ phương tọa độ là trừ 1 căn 3. Từ đây ta suy ra được tọa độ một vector pháp tuyến, ta ký hiệu là vector N có tọa độ là căn 3, 1. Và đường thẳng chứa trục OX như chúng ta đã biết sẽ vuông góc với trục OY và sẽ nhận vector chỉ phương trên trục OY là một vector pháp tuyến. Và một vector chỉ phương trên trục OY chúng ta sẽ lấy đại diện đó chính là vector đơn vị G có tọa độ là 0, 1. Như vậy với hai vector pháp tuyến của hai đường thẳng đã được xác định thì chúng ta áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng đó và chúng ta sẽ có cos của góc giữa hai đường thẳng tạo bởi D và trục và đường thẳng chứa trục OX sẽ bằng trị tuyệt đối của căn 3 nhân 0 cộng với 1 nhân 1 chia cho mẫu là tích của căn bậc 2 1 bình phương cộng căn 3 bình phương nhân với căn bậc 2 0 bình phương cộng 1 bình phương và ra kết quả là bằng 1/2. Góc giữa hai đường thẳng D và đường thẳng chứa trục OX là bằng 60 độ. Và từ đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo sau đây, mời các em chúng ta cùng làm một số các bài tập tự luận liên quan đến nội dung góc và khoảng cách. Đề bài bài số 2 như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng K có dạng tổng quát 4X trừ 3Y cộng 1 bằng 0 và điểm Y có tọa độ 1, 5. Hãy tính bán kính của đường tròn có tâm Y. Biết đường tròn này, cắt đường thẳng K tạo thành một dây AB có độ dài bằng 6. Mời các em chúng ta cùng vẽ hình minh họa cho bài toán này. Cùng suy nghĩ xem bài toán này sẽ liên hệ với kiến thức nào chúng ta đã học trước đây và từ đó ta tìm ra lời giải của bài toán. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu. Ở trên màn hình, thầy sẽ chiếu hình vẽ minh họa của bài toán này. Đường tròn tâm Y cắt đường thẳng K theo một dây có độ dài là bằng 6. Vậy khi chúng ta vẽ minh họa như trên, thì ta sẽ gợi nhớ đến một kiến thức ta học từ lớp 9, đó chính là mối liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây. Ở tình huống này, nếu chúng ta kẻ đường thẳng đi qua Y và vuông góc với AB, cắt AB tại một điểm ta ký hiệu là H, thì chúng ta sẽ có những thông tin quan trọng. Thứ nhất, H sẽ là trung điểm của AB. Và thứ hai là IH chính là khoảng cách từ tâm Y đến dây AB, hay nói cách khác chính là khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng K. Và thứ ba, chúng ta có IA chính là bán kính của đường tròn và tam giác IAH sẽ trở thành tam giác vuông. Như vậy, với gợi ý trên, chúng ta đã đặt được khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng vào một tam giác vuông. Và từ đó chúng ta có thể sử dụng định lý Pythagore để giải quyết tiếp. Mời các em chúng ta cùng thực hiện lời giải chi tiết. Với định hướng như trên thì chúng ta sẽ có lời giải như sau.
Kẻ IH vuông góc với dây AB, chúng ta suy ra IH chính là khoảng cách từ I đến AB và H là trung điểm của AB. Như vậy, tọa độ điểm I đã biết và đường thẳng AB chính là đường thẳng K có phương trình tổng quát đã cho trước. Áp dụng công thức khoảng cách, chúng ta sẽ tính được độ dài của IH chính là khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng K và kết quả là bằng 2. Bởi vì H là trung điểm của AB, cho nên chúng ta có độ dài của AH sẽ bằng 1/2 độ dài của AB, tức là bằng 3. Và nếu ta xét tam giác AIH vuông tại H, thì áp dụng định lý Pythagore, chúng ta sẽ có IA bình chính là bằng độ dài của bán kính bình phương bằng IH bình cộng AH bình và thay số vào ta được kết quả bằng 13. Từ đây, chúng ta tính được bán kính của đường tròn cần tìm, R bằng căn 13. Như vậy bài toán đã giải quyết xong. Mời các em chúng ta cùng sang bài số 3. Đề bài của bài số 3 như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho hai đường thẳng D có dạng phương trình tổng quát 2X cộng MY cộng 1 bằng 0 và đường thẳng K có dạng phương trình tham số X bằng 2 cộng T, Y bằng 1 trừ T. Với T là tham số nhận giá trị thuộc tập số thực. Hãy xác định giá trị của M để góc tạo bởi hai đường thẳng bằng 45 độ. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho bài toán này. Hãy lưu ý đến việc bài toán này sẽ là một bài toán ngược. Chúng ta đã có góc tạo bởi hai đường thẳng và bây giờ chúng ta cần xác định dạng chính xác của đường thẳng D thông qua việc xác định giá trị của M. Mời các em chúng ta cùng làm bài. Bởi vì bài toán vẫn là liên quan đến tính góc, cho nên ta vẫn cần xác định hai vectơ phát tuyến của hai đường thẳng. Đường thẳng D dễ dàng xác định được vectơ phát tuyến, ta ký hiệu là ND, có tọa độ là 2M. Đường thẳng K thì đầu tiên ta xác định được vectơ chỉ phương, ký hiệu là vectơ U, có tọa độ là 1-1. Từ đó ta suy ra được tọa độ của một vectơ phát tuyến, ký hiệu là NK, có tọa độ là 1-1. Bởi vì góc giữa hai đường thẳng tạo thành bằng 45 độ, vậy áp dụng công thức tính góc, chúng ta sẽ có phương trình sau. Cos của góc giữa hai đường thẳng D và K sẽ bằng cos của 45 độ và bằng trị tuyệt đối của 2 nhân 1 cộng 1 nhân M chia cho mẫu là tích của căn bậc 2 1 bình cộng 1 bình và căn bậc 2 của 2 bình cộng M bình. Và vì cos 45 độ chúng ta đã biết bằng 1 trên căn 2, cho nên từ đây ta sẽ có phương trình của ẩn M và giải phương trình này một cách dễ dàng thì chúng ta sẽ ra được giá trị của M bằng 0. Bước giải phương trình là một thao tác rất quen thuộc trong phần đại số chúng ta đã nắm vững, thầy xin phép không giải ở đây mà chỉ đưa ra kết quả. Như vậy chúng ta kết luận với M bằng 0 thì đường thẳng D và đường thẳng K sẽ tạo với nhau một góc bằng 45 độ. Tiếp theo mời các em chúng ta cùng sang bài tập số 4. Và bài tập số 4 được phát biểu như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho hai đường thẳng delta 1 có phương trình tổng quát 2x cộng 4y cộng 7 bằng 0 và đường thẳng delta 2 có phương trình tổng quát x trừ 2y trừ 3 bằng 0. Hãy tìm phương trình của tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài và chúng ta suy nghĩ xem với câu hỏi tìm tập hợp các điểm cách đều, ở đây thầy nhấn mạnh chữ cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2 thì điều kiện cần thỏa mãn là gì để từ đó ta xác định được phương trình của các đường này. Thầy xin phép sẽ được vẽ minh họa trên hình màn hình như sau. Ở trên màn hình chúng ta quan sát chúng ta có đường thẳng delta 1 và delta 2 như trên. Và E và G là hai điểm thầy lấy minh họa là các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Như vậy theo kiến thức hình học lớp 7 chúng ta đã biết, nếu một điểm cách đều hai đường thẳng thì vị trí của điểm đó sẽ nằm trên đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng. Nếu như hai đường thẳng đó cắt nhau
Và từ dữ kiện của đề bài thì chúng ta có hai nhận xét đưa ra. Thứ nhất, ta dễ dàng nhận thấy đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 cắt nhau. Việc làm này đã trở nên rất là quen thuộc với chúng ta. Phần việc chứng minh hai đường thẳng delta 1 và delta 2 cắt nhau là phần việc thầy sẽ dành cho các em tự làm. Thứ hai là tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Khi này, nó sẽ là đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng đó. Như vậy, với hai nhận xét trên, thì chúng ta sẽ có lời giải cho bài toán như sau. Thầy gọi D và D' là hai đường thẳng chứa các đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Và ký hiệu M, điểm tọa độ x0, y0 là điểm thỏa mãn điều kiện của đề bài. Như vậy, như chúng ta phân tích, thì M sẽ nằm trên D hoặc là D'. Và như vậy, từ đây ta sẽ có khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta 1 sẽ phải bằng khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta 2. Và chúng ta lắp vào công thức khoảng cách, ta sẽ thu được một phương trình là trị tuyệt đối của 2x0 cộng 4y0 cộng 7 chia cho căn bậc 2 của 2 bình cộng 4 bình sẽ bằng trị tuyệt đối của x0 trừ 2y0 trừ 3 chia căn bậc 2 của 1 bình cộng với trừ 2 bình phương. Chúng ta sẽ biến đổi và rút gọn phương trình này để xem tọa độ x0, y0 của điểm M sẽ phải thỏa mãn phương trình nào, có dạng là gì. Như vậy, rút gọn là hai vế của phương trình vừa thu được thì chúng ta sẽ còn trị tuyệt đối của 2x0 cộng 4y0 cộng 7 bằng 2 lần trị tuyệt đối của x0 trừ 2y0 trừ 3. Và từ đây chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như 2x0 cộng 4y0 cộng 7 bằng 2 lần x0 trừ 2y0 trừ 3 thì rút gọn phương trình này chúng ta sẽ thu được 8y0 cộng 13 bằng 0. Trường hợp thứ hai, 2x0 cộng 4y0 cộng 7 bằng trừ 2 nhân với x0 trừ 2y0 trừ 3 và rút gọn phương trình này ta thu được kết quả 4x0 cộng 1 bằng 0. Như vậy, trong hai trường hợp trên, sau khi rút gọn phương trình thì chúng ta ra được một cái phương trình đơn giản hơn và ta nhận xét phương trình hai phương trình thu được này đều là phương trình của đường thẳng. Như vậy, từ đây chúng ta sẽ dẫn đến kết luận. Vậy tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng delta 1 và delta 2 chính là hai đường thẳng có dạng 8y cộng 13 bằng 0 và 4x cộng 1 bằng 0. Như vậy, đây chính là phương trình của hai đường thẳng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Và bài toán của ta đã được giải quyết xong. Từ kết quả của bài số 4 này thì thầy sẽ tổng quát hóa lên thành bài toán liên quan đến phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OY cho hai đường thẳng cắt nhau, đường thẳng delta 1 có phương trình tổng quát A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0 và đường thẳng delta 2 có phương trình tổng quát A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Khi đó, phương trình của hai đường phân giác của các góc tạo bởi đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ có dạng như trên màn hình. A1X cộng B1Y cộng C1 trên căn bậc 2 của A1 bình cộng B1 bình sẽ bằng cộng trừ. Ở đây, thầy xin phép viết gộp hai trường hợp này vào một phương trình. Bằng cộng trừ A2X cộng B2Y cộng C2 trên căn bậc 2 của A2 bình cộng B2 bình. Như vậy, chúng ta vừa làm một ví dụ nâng cao liên quan đến công thức khoảng cách. Và để tìm được tập hợp của điểm M, thì chúng ta sẽ đặt tọa độ điểm M dưới dạng tổng quát là x0, y0. Từ đó, chúng ta phải suy luận ra được một phương trình mà tọa độ điểm M thỏa mãn. Và nhận dạng phương trình đó, ta sẽ kết luận được cái đường mà điểm M nằm trên. Và trong tình huống này, thì hai trường hợp của chúng ta đều dẫn đến một phương trình là phương trình đường thẳng. Và từ đó ta sẽ kết luận được tập hợp các điểm M. Và tiếp theo, mời các em chúng ta cùng làm bài số 5. Đây là một bài tập trong sách bài tập hình học 10, ban cơ bản. Nội dung bài toán như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OY cho các điểm M có tọa độ 2, 5, điểm A có tọa độ trừ 1, 2 và điểm B có tọa độ 5, 4.
Hãy viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cách đều hai điểm A và B. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho bài toán này. Chúng ta sẽ suy luận dựa trên biểu thức như sau. Nếu như chúng ta gọi K là đường thẳng cần tìm, thì ta có thể đặt vector phát tuyến của K có tọa độ là AB, trong đó A và B không đồng thời bằng 0, tức là A bình cộng B bình khác 0. Từ đây, đường thẳng K đi qua điểm M có tọa độ 2, 5, cho nên chúng ta có phương trình đường thẳng K có dạng là A nhân x trừ 2 cộng B nhân y trừ 5 bằng 0. Và rút gọn đi, chúng ta được phương trình AX cộng BY trừ 2A trừ 5B bằng 0. Như vậy, để xác định được phương trình của đường thẳng K thì chúng ta cần xác định được giá trị của A và B bằng bao nhiêu. Vì hai điểm A và B cùng cách đều đường thẳng K, nên chúng ta sẽ có khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng K sẽ bằng khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng K. Và ở đây chúng ta vận dụng công thức tính khoảng cách thì chúng ta sẽ thu được một phương trình là trị tuyệt đối của trừ A cộng 2B trừ 2A trừ 5B chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình sẽ bằng trị tuyệt đối của 5A cộng 4B trừ 2A trừ 5B trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Và rút gọn phương trình này, ta sẽ thu được phương trình đơn giản hơn là trị tuyệt đối của trừ 3A trừ 3B sẽ bằng trị tuyệt đối của 3A trừ B. Và từ đây chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu trừ 3A trừ 3B bằng 3A trừ B thì rút gọn đi, chúng ta sẽ được B bằng trừ 3A. Và chúng ta ghi nhớ trong đó AB sẽ là tọa độ của vector phát tuyến. Như vậy, trong tình huống này, nếu chúng ta chọn A bằng 1 và B bằng trừ 3 thì chúng ta có được phương trình đường thẳng K sẽ có dạng x trừ 3y cộng 13 bằng 0. Và trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ có trừ 3a trừ 3b sẽ bằng trừ của 3a trừ b. Vậy rút gọn phương trình này thì chúng ta ra được kết quả b bằng 0. Và vì a, b không đồng thời bằng 0 cho nên ta có thể chọn a một giá trị bất kỳ khác 0. Ví dụ a bằng 1, khi đó đường thẳng k của chúng ta sẽ có dạng x trừ 2 bằng 0. Và như vậy, chúng ta sẽ suy ra được có hai phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện đề bài. Mời các em chúng ta sẽ cùng sang bài toán số 6 với nội dung như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D có dạng phương trình tổng quát x trừ 2y trừ 1 bằng 0 và hai điểm, điểm A có tọa độ 1, 1, điểm B có tọa độ 4, 3. Hãy xác định tọa độ điểm C thuộc đường thẳng D sao cho khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB bằng 6. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ lời giải cho bài toán trên. Chúng ta lưu ý là các thông tin điểm C thuộc đường thẳng D. Và thứ hai là khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6. Với các dữ kiện như trên, thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm đó là viết được phương trình đường thẳng AB ngay lập tức. Đường thẳng AB dễ dàng ta thấy có vector chỉ phương là vector AB tọa độ 3 trừ 4. Suy ra một vector phát tuyến của đường thẳng ký hiệu là vector N có tọa độ 4, 3. Chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng AB bằng cách sử dụng dữ kiện đi qua điểm A tọa độ 1, 1 và có vector phát tuyến tọa độ 4, 3. Từ đây ta có phương trình tổng quát là 4x cộng 3y trừ 7 bằng 0. Chúng ta sẽ đặt tọa độ điểm C có tọa độ xc, yc. Chúng ta có thông tin điểm C nằm trên đường thẳng D. Như vậy từ đây suy ra tọa độ điểm C sẽ phải thỏa mãn phương trình của đường thẳng D. Tức là ta có xc trừ 2yc trừ 1 bằng 0. Và từ đây ta sẽ tính được hoành độ điểm C, xc sẽ bằng 2yc cộng 1. Vì đề bài cho khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB bằng 6, cho nên chúng ta lắp vào công thức tính khoảng cách, ta sẽ thu được phương trình. Và từ đây, chúng ta thay thế XC bằng 2IC cộng 1 đã tính được ở phần trên, ta thu được phương trình trị tuyệt đối của 4 lần 2IC cộng 1 cộng 3IC trừ 7 sẽ bằng 30. Và giải phương trình trị tuyệt đối này, chúng ta sẽ thu được
hai kết quả IC bằng 3 hoặc IC sẽ bằng trừ 27 phần 11. Và sau khi tính được tung độ điểm C thì chúng ta sẽ tính ra được hoành độ điểm C. Và cụ thể như sau, với IC bằng 3 thì ta sẽ có XC tính theo công thức 2 nhân 3 cộng 1 sẽ bằng 7. Và với IC bằng trừ 27 phần 11, tương tự chúng ta sẽ tính được XC bằng trừ 43 phần 11. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có hai tọa độ điểm C thỏa mãn. Đó là điểm C tọa độ 73 và điểm C tọa độ trừ 43 phần 11 trừ 27 phần 11. Và đây chính là kết quả của bài toán. Các em học sinh thân mến, như vậy trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau luyện tập các nội dung liên quan đến công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và công thức tính góc giữa hai đường thẳng. Cụ thể, chúng ta đã làm các bài tập như sau. Thứ nhất là các bài toán suy luận có sử dụng công thức khoảng cách. Thứ hai là các bài toán suy luận có sử dụng công thức tính góc. Thứ ba là công thức đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Và thứ tư, sử dụng công thức khoảng cách và góc để giải các bài toán liên quan đến xác định tọa độ điểm. Hy vọng các ví dụ ngày hôm nay đã giúp các em chúng ta cùng rà soát lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và tạo cho các em một tâm thế vững vàng khi chúng ta tiếp cận với các cái bài tập hình học liên quan đến phần góc và khoảng cách và giải quyết nó một cách dễ dàng. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Xin chúc các em học tốt.